Đây có lẽ là một trong những cái đặc điểm mà độc nhất vô nhị của Mitsubishi Outlander trong phân khúc SUV crossover hơn 1 tỷ một chút. Thứ nhất là nó có 3 chế độ như các bạn đã biết rồi. Nhưng ví dụ như tôi đang đi trong phố đây này, tôi sẽ chuyển sang chế độ 4WD. Nhưng Eco, 4WD Eco có nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu. Có nghĩa là chiếc xe này tại chế độ này đang chạy ở cầu trước mà thôi. Và như quý vị các bạn thấy, nếu như tôi đi phố như thế này, điều kiện tải nhẹ như thế này, nhẹ nhàng, đường khô ráo, thì tôi sẽ sử dụng chế độ này một cách hiệu quả. Và chính vì vậy, mặc dù sử dụng cái động cơ là 2.4 và hộp số CVT, nhưng chiếc xe này đi trong phố chỉ hết 10,3 lít mà thôi. Giá trị của nó mang lại là như vậy đấy ạ. Còn ở các chế độ khác, xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng tôi trải nghiệm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên Mitsubishi Outlander phiên bản năm 2020 sử dụng động cơ 2.4 và công thức bánh xe là dẫn động 2 cầu 4WD. Đây là một chi tiết, một đặc điểm vô cùng đặc biệt trên Outlander. Và nó khác gì những mẫu xe còn lại? Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm và tìm hiểu. Đầu tiên là chế độ 4WD Eco. Vâng, đấy là chế độ dẫn động 2 cầu tiết kiệm. 4WD Auto là tự động hoàn toàn đấy. Và 4WD Lock. Với cái địa hình tại đây thì tôi sẽ sử dụng ngay cái hệ thống 4WD Lock, tức là cái khóa V-side trung tâm sẽ được khóa. Và chúng ta sẽ hiểu rằng Outlander sẽ là một chiếc xe 2 cầu thực sự. Đây là điểm độc nhất vô nhị trên chiếc xe này. Phía trước là một địa hình có khá là nhiều hố gập ghềnh. Mình có thể cảm nhận rõ, cảm nhận rất rõ. Vâng, lực nó sẽ truyền và những cái bánh không bị trượt đó. Bởi vì mặt đường lại rất trơn, hố lại sâu. Với những chiếc xe một cầu tôi tin chắc rằng sẽ không vượt qua được. Và thưa quý vị và các bạn, các cái hố bập bênh mà quý vị và các bạn đã vừa thấy ấy, thường chỉ dùng cho các cuộc thử nghiệm đối với những chiếc xe SUV gầm cao hay là những chiếc xe bán tải. Ngoài cái việc độ cao của gầm, ngoài cái việc cái hệ thống dẫn động 4WD trên những mẫu xe như vậy, thì cái gai lốp, cái hoa lốp nó cũng khác đó. Nhưng với Mitsubishi Outlander bản 2.4 2 cầu cũng đã vượt qua một cách tương đối là dễ dàng. Và thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta thoát khỏi ra được những cái địa hình khó như vậy, thì chúng ta trở về với những con đường đất kiểu như thế này, thì chúng ta sẽ nên chuyển về 4WD Auto. Đó, khi đấy thì hệ thống dẫn động sẽ tự động truyền lực đến cầu trước và cầu sau một cách rất là thông minh. Và tùy theo cái điều kiện địa hình, bây giờ tôi sẽ chạy thử cho quý vị và các bạn xem. Nó sẽ rất khác, rất tự tin. Các bạn sẽ thấy khi cua như thế này, hay chúng ta chuyển hướng trên đường trơn như thế này ạ, đấy, cái đầu nó sẽ không bị kéo đi. Rất đơn giản. Dẫn động được đẩy ra cả cầu sau nữa, lực được đẩy ra cầu sau nữa. Đó. Và như vậy, nó giữ cho cái quỹ đạo chuyển động xe rất là tốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên Mitsubishi Outlander phiên bản năm 2020 trang bị động cơ 2.4 lít và dẫn động 2 cầu thì có một cái hệ thống cảnh báo điểm mù. Ngay bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm cái hệ thống này và giới thiệu tới quý vị và các bạn cách thức nó hoạt động như thế nào nhé. Bây giờ mình đang đi như thế này này. Đấy, trên cái trục đường có 4 làn đường. Rồi, có một chiếc xe đang đi ngay bên cạnh tôi, nhưng nếu như mình nhìn qua gương sẽ không thấy. Nhưng hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ thấy. Và nó cảnh báo cho tôi bằng một cái tín hiệu đèn màu vàng ở trên gương bên phải. Nếu như xe xuất hiện bên trái và điểm mù bên hướng bên trái, thì đương nhiên rồi, đèn màu vàng cũng sẽ cảnh báo bên gương bên trái. Đấy là tín hiệu cảnh báo cho tôi. Tuy nhiên, ở cấp độ cao hơn, nếu như tôi bật xi nhan ạ, đó, thì đèn màu vàng trên gương sẽ nhấp nháy. Và khi bạn bật thì có một tín hiệu tít 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 báo hiệu cho bạn rằng đã có xe đang lọt vào điểm mù. Và bạn hãy cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận bằng cách quan sát thế đó và không nên chuyển làn ngay lúc đó.
Đây là một cái hệ thống về nguyên lý nghe thì có vẻ đơn giản, tuy nhiên tác dụng của nó rất là lớn. Một trong những cái hệ thống nằm trong cái gói hỗ trợ an toàn E-Assist của Mitsubishi Outlander năm 2020. Vâng, nó mang lại cái giá trị lớn như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên Mitsubishi Outlander phiên bản năm 2020 sử dụng cái động cơ 2.4 và trang bị cái hệ thống dẫn động 2 cầu 4WD, có một cái trang bị an toàn tiên tiến trong cái gói E-Assist cực kỳ hay. Đấy chính là hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước FCM. Và tôi xin đưa ra một cái tình huống như thế này. Nếu như chúng ta đang lái xe bị lơ đãng, bỗng dưng có một người đi bộ băng cắt ngang qua đường, vậy điều gì sẽ xảy ra? Vâng, và để thực hiện cái bài thử nghiệm này thì tôi có sử dụng một cái hình động đặt ở phía trước, ngay trên làn dành cho người đi bộ. Ok, bây giờ mình sẽ lùi xe lại ạ. Và tôi đang mô phỏng lại một cái tình huống rằng mình đang bị mất tập trung bởi điều gì đó. Mình không kịp đạp vào chân phanh, mình bỏ quên mất chân phanh, thì điều gì sẽ xảy ra? Brake! Rồi, chiếc xe đã tự phanh và trên bảng đồng hồ thông tin đã có FCM Brake, tức là cái hệ thống hỗ trợ cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước đã thực hiện hai bước. Thứ nhất là cảnh báo cho tôi rằng có vật cản phía trước. Thứ hai, tôi đã lơ đễnh, tôi không kịp phanh, thì hệ thống phanh tự động gia tăng lực ép vào cái bàn đạp phanh và phanh đứng chiếc xe trở lại, tránh được một cái va chạm với một người đi bộ đang băng qua đường. Ngay cả những cái vật cản như những chiếc xe, những vật thể lớn hơn chiếc xe cũng sẽ tự phanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và bạn hãy cùng tôi để ra xem cái khoảng cách giữa chiếc xe đã được phanh đứng so với người đi bộ phía trước ạ. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy xem cái khoảng cách giữa đầu của chiếc xe tới người đi bộ. Tôi đo bằng khoảng cách tay ạ. Nó còn đúng khoảng 20 phân. Xin thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái hệ thống an toàn tiên tiến được trang bị trên Mitsubishi Outlander. Và như quý vị các bạn đã thấy thì nó đã vừa giúp tôi tránh khỏi một cái va chạm. Phải cảm ơn cái hệ thống an toàn tiên tiến này rất nhiều, bởi vì nếu như xảy ra va chạm thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên những cái dòng xe hiện đại ngày nay thường sẽ được trang bị rất nhiều các hệ thống an toàn. Và trên Mitsubishi Outlander phiên bản 2020 này, đây là bản 2.4 dẫn động 2 cầu, có trang bị một cái công nghệ cảnh báo an toàn rất hay. Ví dụ chiếc xe này đang đỗ như thế này ạ. Khi bạn lùi xe ra, có một cái phương tiện nào đó là người, là xe cắt ngang phía sau, hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn. Và những cái tín hiệu đó giúp bạn phanh cái chân phanh lại và sẽ tránh được va chạm với phương tiện phía sau. Ngay bây giờ, xin mời quý vị các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại một cái bãi đỗ xe trong một cái đại siêu thị. Và bây giờ, để ra khỏi điểm đỗ, đương nhiên rồi, tôi sẽ phải lùi xe. Nếu như mình đang suy nghĩ một cái gì đó, mình chỉ vào số lùi theo thói quen. Đó. Và lỡ ngại đó, attention, rear cross traffic. Một chiếc Triton đang lừ băng qua đuôi. Và theo hướng nhìn này tôi không hề nhìn thấy. Chỉ có hệ thống cảm biến và cảnh báo của chiếc xe thông tin cho tôi. Lập tức tôi sẽ phanh lại ngay. Đó là một cái tín hiệu chúng ta hãy lưu ý, và phải cực kỳ lưu ý để tránh ra khỏi những cái va chạm phía sau. Đối với một chiếc xe băng qua là một vật thể lớn, hệ thống cũng cảnh báo được. Nhưng đối với những cái người đi bộ thì hệ thống cũng nhận diện và cảnh báo cho chúng ta được. Và khi gặp tín hiệu như vậy, chúng ta hãy phanh lại, quan sát ạ. Đó. Và chúng ta không còn những cái vật cản phía sau, những cái phương tiện phía sau. Chúng ta lùi ra một cách rất an toàn.